Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và hôm nay mình xin tiếp tục cái phần đồ nô cái phần mạng và máy tính này, đúng không? Mạng và trường số liệu này. Ở câu thứ nhất, chúng ta vào bắt đầu vào câu thứ nhất này. Đầu nối bắc vào hai đầu của một đoạn cáp đồng trục để nối hai máy tính kế kế nhau ấy, gọi là cái gì? Thì thiết bị này gọi là BNC. Thiết bị mà để nối bắc vào hai đầu của một đoạn cáp đồng trục ấy, để nối hai máy tính lại với nhau ấy, gọi là BNC. Chúng ta có hai loại đầu nối, đó là đầu nối loại BNC và đầu nối loại N. Dùng cho các cáp đồng trục này. Và chúng ta còn hiểu một điều nữa là các đồng trục thì chúng ta còn phải tìm hiểu này, các đồng trục có dải thông giữa là 2,5 megabit trên dây và 10 megabit trên dây, đúng không? Đấy. Đặc tính của nó là nó có tính nhiều âm và nó sử dụng hai đầu nối, nó sử dụng hai đầu nối, đó chính là đầu nối BNC và đầu nối N. Sử dụng hai loại đầu nối này. Ở trong câu này ta còn phải lưu ý một điều nữa, đó là các đồng trục thì có hai loại, đó là các dày và các mỏng. Đối với cáp mỏng thì nó khoảng 0,25 in. Còn đối với cáp dày thì nó vào khoảng là 0,5 in. Đúng không? Chúng ta lưu ý mấy điều này nhé. Đấy, ba điều này chưa. Sang câu thứ hai, đầu nối vào hai vị trí đầu và cuối của mạng các đồng trục gọi là, ta gọi là cái temin này. Là cái này. Nên nhớ là thế mà cứ hai vị trí đầu cuối thiết bị mà để nối hai vị trí đầu cuối các đồng trục temin, nhớ đấy, hai vị trí đầu cuối của các đồng trục. Câu thứ ba, loại cáp nào không được dùng trong mạng internet để kết nối với ISP với người sử dụng, đó là ta hiểu đó là cáp cáp xoắn đôi. Loại cáp này không hề sử dụng. Loại cáp này không dùng cho mạng internet để kết nối USB với người sử dụng. Thì ta lưu ý ở đây, chúng ta lưu ý một điều, đó là kết nối USB nó dùng trong trường hợp là thứ nhất là không dùng được cáp xoắn đôi, cái thứ hai là dùng được các điện thoại và các truyền hình,
lưu ý điều đó. Trong câu thứ 4, Mạc Lang không dùng môi trường truyền nào sau đây? Mạc Lang không dùng môi trường truyền nào các bạn? Mạc Lang không dây thì nó không dùng tí ít nhé, không dùng tí ít. Sang câu thứ thứ năm, loại cát không dùng trong Mạc Lang, các bạn xem thử đáp án nào. Đó chính là các điện thoại. Các điện thoại không hề dùng trong mạng LAN, đúng không? Loại cáp nào dùng trong mạng quang? Mạng quang tức là mạng diện rộng, mạng quốc tế, chính là cáp các điện thoại. Mạng LAN là dùng trong các khu vực, mạng quang là dùng cho thế giới. Vậy thì ở đây tổng kết lại câu câu 5 và câu 6 thì ta có tổng kết được những gì? Đó là đối với mạng LAN, thì nó chính là không dùng tiếp. Mà nó dùng tia laser, tia hồng ngoại. Nó dùng cách, nó không dùng cách điện thoại. Đối với quang, đúng không? Với mạng rộng thì nó phạm vi là rộng. Thứ hai là dùng các điện thoại. Ta có thể tổng hợp lại hai câu đó là như thế. Câu thứ bảy, mạng 103T thì nó sử dụng loại cáp nào sau đây? A cáp đồng trục béo, B cáp quang, C cáp đôi xoắn. Đáp án đúng ở đây chính là cáp đôi xoắn. Tại vì sao? Ta nên nhớ là cứ nhớ như thế, nếu mà 103T thì cứ là cắt đôi xoắn. Còn đối với mà ta lưu ý này, đối với dạng bớt thì người ta sẽ dùng là cắt đồng trục. Loại cắt thứ hai chính là loại tên tên meter. Đấy, dạng thứ hai chính là dạng sao, dạng start. Nó chính là cáp sóng đôi. Còn đối với dạng 103T thì nó là cáp sóng đôi, cáp đôi sóng chứ. Nhớ nhá, cáp sóng đôi và cáp đôi sóng. Nó lẫn lộn với nhau. Rồi, ok. Ta sang câu thứ 8, loại cáp sử dụng trong mạng hình bớt. Như trên đã nói rồi, đó chính là cáp đồng trục.
ẩm thực. Tốc độ truyền của tia hồng ngoại, cái này là lý thuyết rồi, mình không thể nào ấy được, bắt buộc phải thuộc thôi. Đó là từ 1 megabit trên giây cho đến 10 megabit trên giây. A là đang đúng. Rồi. Chuẩn 80211 về thì quy định tần số hoạt động là 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 GHz. Thì đáp án đúng đó là, đáp án đúng là như sau. Ta có chuẩn 802.11, sẽ có tần số là 2,4 GHz. Còn tốc độ là 5,54 Mbit giây trên giây, đúng không? Như vậy đáp án đúng chính là đáp án B. Ok, chúng ta cùng xem lại các câu ban nãy vừa học. Và ta kết thúc cái buổi nhật ký học tập tại đây.